Dạ con Bạch Lư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Kusanachita. Dạ con Bạch Lư, thời Đức Phật, các Phật tử tại gia vẫn chứng đắc đạo quả rất nhiều ạ, là vì sao ạ? Thời Đức Phật chứng đắc các đạo quả là do những cái vị đấy đã có đầy đủ các ba la mật. Tức là những cái vị nào mà người ta đã từng tu tập ở trong giáo pháp của các Đức Phật quá khứ rất là nhiều. Người ta đã thực hành thiền chỉ, thiền quán. Ví dụ như là thời Đức Phật Kassapa hay là các cái thời Đức Phật khác. Hoặc là khi ở các cõi chư thiên, các cõi phạm thiên, người ta đã thực hành thiền chỉ, thiền quán. Người ta đã từng thực hành đến tất cả các pháp thiền tuệ đó. Đến đến hành xả trí rồi, nhưng mà do người ta chưa đủ các ba la mật, người ta chưa chứng niết bàn, cho nên là người ta đến cái thời này, vì cái ba la mật nó đầy đủ, người ta gặp Đức Phật. Thì Đức Phật thuyết một thời pháp, do nó đủ các yếu tố nhân duyên, nó chín mùi như vậy rồi, thì nó sẽ tự sinh ra đạo quả thôi. Đấy là do người ta đã có ba la mật rất là nhiều rồi đấy. Vậy thì người ta mới thành tựu được một cách dễ dàng, đơn giản và nhanh chóng như vậy. Chứ không phải là tự nhiên mà người ta, chứ không phải là thời nào, người nào cũng dễ dàng chứng đắc đạo quả như vậy. Có người nói là thời Đức Phật, thời đấy cũng là con người, người ta nghe pháp người ta cũng có thể chứng đạo được. Thì thời nay mình nghe pháp mình chứng đạo được thì đâu có khó gì. Thì đúng là như vậy, nếu như mình có đủ ba la mật thì mới có thể chứng được các cái đạo quả đấy. Nhưng mà có những người chứng được đạo quả rồi thì nó không mất đi, nhưng mà còn chứng được các cái pháp thiền ấy, các cái pháp thiền định ấy, thì nó có là cái sự thanh tịnh hóa dần dần, nhưng nó cũng có thể bị ô nhiễm thối lui dần dần. Nếu mình cứ sống ở môi trường thanh tịnh mới giữ được cái pháp đó, và mình sống ở cái môi trường ô nhiễm thì nó lại bị tiêu mất cái pháp đó. Cái pháp thiền chứng các đạo quả siêu thế nó khác, còn cái pháp thiền định chứng cái pháp thiền chứng này thì nó lại khác nhau, hai cái pháp đấy khác nhau, không được nhầm tưởng như thế.